Làm tin có không nhau bắt cái bộ bên ra đấy. Không sợ mẹ. Khơi mà chạy mặt khơi ho từ nhỏ mà này liền tập pi nè kêu là bạn cạnh nè lùi bình liền tập pi nè lực khử bao nhiêu mình nhớ mình thật lực khử chọc phải đau rồi ưng em hiền đi xa nên nhưng mà anh sao mày chạy mày chạy ấy chứ lực khử. Ok mà em ta đã hàng kia dương ngọc rồi mà. Apple rồi nó cứ mấy cái Apple bên nhảy Apple ấy như hiện chỉ điên gì đi à mấy Airport rồi liên dân hả at lock off Grand apartment, telephone, at home, not there, boyfriend, but bro, business woman, next moon, she's a prey, chatty, tabarator, chat, don't pow, kick. Bọn cô sống khán Thôi lý Mà hàm chi lại Thôi là Cùng nữ chi bà chó Không khó Thầy Competition Competition Ca bà cuộc bà chán Đất Rồi Epel 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 Một kẻ tăng internet Famous Famous Lỡ bay lỡ bàn Ok Fan còn ha fashion hiệp bình dung trend mật phe funny tai cũng sai what hard hard răng have Yên Đẹp Ba Ở trên lục Important Important
đai phòng khám. Ôi yên thật. Chạm hồ cùng. Interest. Interest. Ca chạp ả rõm. Mô đẻ. Cùng rôn. Cùng rôn. Cùng rôn. Nào. 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 Northern. Northern. Modern. Northern. Northern. Hiện hàng chân. Pool. Tlarian. Stop. Hàng. Top. Spa. Prokop. Tennis. Kỳ lao với ai con bà. Good. Việc shop nít dựng an này đành shop lấy shop model model cùng rồi mít model dựng an model của bạn đấy tay cùng an của ổ tỏ tiết thích at the bot. Okay. Traditional. Traditional. Đài miên đẹp khả nạc bộ ràn. Ok. Đây chạy gặp hộp tù kinh. University. Ở kia lại. Work. Work. Càng nghĩa. Bờ ca. Young. Young. Men. Ra đảo. Bóng ôn trò. Sister. Bóng ôn trái. Sun. Ôn trò. Daughter. Con trai chứ. Ok, dạ. Thật đằng ấy kế. Anh con trai. Daughter. Daughter. Con trai. Con. Con. Trai. Father. Talent.
tha vần mà tha đai không? vần phục mà đai Tha vần đai không? good ta chẳng dừng tàu cho mê đi nhìn tiết cầm thô hả đi nằm đi hả khi mà sao phụ ai từ án hơi bỏ phải bàn hà nặng bỏ hơi nấu bỏ là phụ chạy ai sẽ đập phụ đã xâm lệnh còn ai sẽ đập mùi sân hay chăm riêng an tạm còn đập phụ bán cho bác tế này cả đập phụ bán cho bác tế bác có lộn phụ tế nhưng để cái hình xe đi cô sẽ đập ở sâu lưu lưu sâu đánh đánh ok ta lấy chăm sẽ đập xâm lệnh quát 4.2 Ian McCall. This is Ian McCall. He's married and this is his family. Their house is in Belfast in Northern Ireland. He's a head teacher. Ian's school is in the centre of town. Jenny is Ian's wife. She's a nurse. Her hospital is in the centre of town too. Our children are Michael and Becky. Michael is 18. He's at university in Belfast. Becky is 14. She's at St. Dominic's High School. We're all very happy in Belfast. Okay. Mình chỉ lệnh nào để đập ở sở bàn. Đập ở sở bàn không? Okay. 4.2 Ian McCall. This is Ian McCall. He's married and this is his family. Their house is in Belfast in Northern Ireland. He's a head teacher. Ian's school is in the centre of town. Jenny is Ian's wife. She's a nurse. Her hospital is in the centre of town too. Our children are Michael and Becky. Michael is 18. He's at university in Belfast. Becky is 14. She's at St. Dominic's High School. We're all very happy in Belfast. Okay. Make day. Okay. Sàn bán sàn ta sàn hả bút cắt mũi kê đâu cùng tầm mấy bút cắt mũi kê Yến mà call Yến mà call ra đâu cùng An sân mà chăm An tam cao mà đòi chết chăm ra Hey, Becky. And the and this is hey family. B-A-E-I-O-N. Their home. Their house. Is in their house. Is in. Belfast. Belfast. In Norfolk. In Northern Ireland. In Northern Ireland. We have a lab school in the center of town. Jenny is
là WI hỏi WI FE wife why okay why he are in the center lại như em không hiểu. He's in the center. The center of town. Yeah. Our dad. Our children. Our children. Michael and Becky. Michael and Becky. Michael is 18. He is university in Belfast. In Belfast. Michael is 14. She at Saint Dominic's High School. Saint Dominic's High School. We are really happy in Belfast. Okay, we are very happy in Belfast. Good. ST นั่นคือ send ยัด and send รอ send อัดเคย มีนกลายนะอัดยุ่งเลยไอ้ที่คุยอัดไอ้เลยสดับก่อนมาดองติดให้เรียน and iบ้านดีออ 4.2 Ian McCall This is Ian McCall. He's married and this is his family. Their house is in Belfast in Northern Ireland. He's a head teacher. Ian's school is in the centre of town. Jenny is Ian's wife.She's a nurse. Her hospital is in the center of town, too. Our children are Michael and Becky. Michael is 18. He's at university in Belfast. Becky is 14. She's at St. Dominic's High School. We're all very happy in Belfast. Okay. And language, I read prayer.แปลบ้านมาเราพูดแปลอาสดับหมดนะฮัลโหลพี่เบียร์ฮัลโหลจะมาจดเท่าความหมายนะครับตายรวยได้ใช่โอเคมาแปลหมอจังบัดปูจุยอีอีลายมาคอลเอียนมาคอลIan McCall. Nikita McCall. He married and this is his family. Quat ban niep ka hai Nikita krua sa robos quat. Their house.Their house is in Belfast. It's in Belfast. It's in Belfast.
In Northern Ireland. In Northern Ireland. Nhà đọc bọc của kế thuật thần áo nông tì krong bèo phát nông rõ tế Hiê lọc Thằng chừng này rõ tế hiê lọc Dạ Trả với ta, ta biết Thế anh chỉ thắp hiệp thằng chừng này bà tế hiê lọc có bán đưa có bà tế hiê lọc thằng chừng của bà đây sẽ đập bà Tại bây giờ cho lòng của Korea, Korea miền hình chương bông và tại North Korean, tôi chỉ Korea hình chương nè nè. Korea đừng có nhận miền phì hả? Bạn trai, cái này, Amrit có miền, miền phì đây cả môn á. Ok, xin lỗi, 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 mày trên là mày không mày phải mày trên là bên trên là tật lịch bên trên là đầy cổ dù hai dù là ta biết bây giờ ta thật quát việc crew bằng riêng head teacher nị dụ sẽ là đồng ý cực và chia này được này in school e in the center of town of town of town và là rồi land thật đâu liên in in thật Yên, yên. Quật yên yên khmer yên yên tên nhà yên tình thất nấu cành đá ti cái rồng chèn ní ý yên vía yên wife yên wife okay. Chèn ní cứ vía bỏ con đọc bỏ yên chị là niếng chị tiên lục tại gì cả ha ha còn in the center of town too mình đi về đó bỏ niếng từ lâu là chị còn cái các bạn đưa mình đi từ còn cái mình đi về đó bỏ niếng còn lâu nắng bạn là quên tì cọng đài hư gọc nông chậm đô này tì cọng đài ta chập đàm ta mà khôn gì mà đó our Thailand children children Michael Michael and Vicky con đọc bài dân từ Michael nâng Michael and Vicky Michael is 18 Michael is 18 she at university in Belfast Michael mình là dù đọc một bài năm qua riêng tăng xa cơ vị trí lại Belfast Michael is 14 she is son at He is at Saint Dominic High School. Saint High School. Saint Dominic's High School. Saint Dominic High School. Yes.
vị chia miền ai chủ đáp buồn xem niêng liền nấu vị chia lái sân mạch nịch sen du miền nịch sen du miền nịch an du miền nịch liền du miền nịch we are very happy in Belfast. Okay, we are very happy in Belfast. Young tang ok nia ri jey na nau ti krong Belfast. Okay, good. Dapuot tham ve nau vichyalay bap. 14 chnam ke rian nau knong vichyalay Saint Dominic. Còn kê riêng bà cái lớn chẳng tạm biệt chẳng tạm biệt chẳng mơ rụp nắng nè nà kê Michael nè nà kê Jenny nè nà kê Michael hay nè nà kê Becky hiện bây nè hay xu là một lúc mà ta môi nông mà nè ai nhí chú mô ấy yên cho bay nè nó nè nè kìa khá ôi ông mùi nâng đá mùi Jenny ta mùi pro nó chua Becky tập đâm bay Becky tập buồn Becky chai mùi sạch nương người đi kia Michael chúng ta ơi dừng anh Michael đó các bạn đấy làm bật em lại okay anh ta this is Ian McCall nên cứ chỉ lục Ian McCall he's married and this is his family có điệp ca hai nít cứ chỉ cứu xa rồi bỏ quạt. The house is in Belfast. ផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុង Belfast in Northern Ireland នៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេឡង់ He is a head teacher. គាត់គឺជាគ្រូនាយកសាលា Ian school is in the center of town. សាលារៀនរបស់ Ian គឺនៅក្នុងបរិវេណនៃទីក្រុង Jenny is Ian's wife. Jenny គឺជាភរិយារបស់ Ian. She is a nurse.គាត់គឺជាគលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ The hospital is in the center of town too មន្ទីរពេទ្យរបស់គាត់ក៏នៅក្នុងបរិវេណនៃទីក្រុងនេះដែរ Our children are Michael and Becky កូនកូនរបស់យើងគឺ Michael ហើយនិង Becky Michael is 18 Michael អាយុ18ឆ្នាំ He is at university in Belfast គាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុង BelfastBecky is 14. Becky អាយុ14ឆ្នាំហើយ. She is at St. Dominic's High School. នាងរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យ St. Dominic's. We are all very happy in Belfast. យើងរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងទីក្រុង Belfast. លោកគ្រូ ខ្ញុំឈឺងល់កន្លែងសញ្ញាដកមួយនៅកន្លែង Fortune. Okay.វាគ្រាន់តែជា hyphen មួយដើម្បីផ្ដាច់ប្រយោគ2ប្រយោគ1គឺ Becky is 14 and she is at St. Dominic High School អញ្ចឹងប្រយោគ2ហ្នឹងគេនិយាយជាប់គ្នាអញ្ចឹងគេផ្ដាច់ប្រយោគ2ហ្នឹងដោយប្រើ hyphen មួយសញ្ញាត្រេហ្នឹងគេហៅ hyphen ព្រោះចាំបើយើងចង់និយាយជួបគេយើងធ្វើមកបើផ្ដាច់ខ្លាំងហ្នឹងបើយើងអត់ដាក់ hyphen ក៏អត់មានអីខុសដែរគាត់តែយើងត្រូវការប្រើ clear អីបន្ថែមឬក៏ comma មួយអញ្ចឹងដូចខាងសញ្ញាចុចបាទបើដាក់សញ្ញាចុចបានន័យថាប្រយោគ2ហ្នឹងគឺដាច់ពីគ្នាឯងផ្លាយជាប្រយោគ2ដែលឡាយពីគ្នាឯងតែវាអត់ខុសអីទេនៅតែត្រូវឬក៏យើងប្រើក្បៀសដូចខាងលើក៏បានដែរកន្លែង Michael is 18 he is at university in Belfast ហើយនេះឃើញគេប្រើសញ្ញា comma ឯងចុះមកក្រោមគេអត់ចង់ប្រើ comma ទៀតគេប្រើ hyphen ក៏បានដែរ
còn đây chỉ ca gì vậy bắt đầu bây giờ thì phải đấy thế nhé bây giờ mình chọn ra hai phần thế dương ra cái biết tham mà nó có bạn này bên ấy bằng hà tiết tế tam bất ca pra khám ma pra hai phân nó miên lại cái nạ tràn cụ đăng mình ở thế ở đây cụ đăng bán cứ cái ai pra viết là bị đặt trên việc này mà tại bởi lẽ khám này ca pra viết miên tràn á sẽ nhà cho chị pra mấy sẽ nhà cái biết cái pra mấy hai phân cái pra mấy khám ma cái pra mấy miên rừng tràn ông ngọc hùng nhà cho telegram nó nhóm ở trên nhà telegram nâng đầy xa phụ bởi vô rương grammar sport vì mà xa là kẻ tôn tình năng ca pra pra apostro s nhưng mà em mơ ăn lệ tình ăn chẳng chẳng bà này nhà tao nâng đuổi ạch bàn mơ đá chẳng bà ạch đang mơ bì nè ạch nè bà ạch chế em không tâm sạp đó chẳng nóng pin mà sao mấy phụ mình prap tha ca prap prap apostrophe s nó mình bật cắt tha sắp đây chỉ y tế chuẩn cá vi cứ chỉ off mình chăng ấy hai mình miền cả này mùi tiết tha bờ sân chia miền bịa thằng đam nó miền là sao ai hái dương mình chăm bách đã apostrophe s tê dương đã từ apostrophe tới bàn hời mình chăng chăm á lịch bạc à chăm chân khu lo khơi nhờ nơi nông website nâng kì phép tha dương tờ xe postrop e có bán tờ xe ở postrop tổ tê có bán ở bánh hại thì bánh ách chỉ tụ tớ kì ở tờ xe ở postrop e mà bình tế kì tờ xe tờ postrop thông mà đà nâng chỉ tụ tớ nữa phần năng ấy chà mọi chơi mời hổn tới lực hữu nhà ai hết thật mê năng chút vì mình ưu cho hoa tràn tôi dựng an được nông linh nắng bàn khơi tràn hay bù cắt vô tất lại những sống khánh mà sẽ lật rụt thọt nắng miên tâm mà chẳng lợi sống khánh năng tì bà dựng chẳng đăng tận ớt tòa chô tôi mời nông linh nắng bàn khơi tận ớt dương liệt phê cho mơ tới dạng hạch nó cứ dương bàn vô thì sao ông lê bàn khăn mơ môn bốn ạch vô lê mơ tràn đoàn tớ hay dương còn ạch vô bàn tầng ọc liêm đấy vô đoàn tịch đạp tớ tha kì dình chấn kì phai vi tư xê ông lê tham mệnh chấn ta à, lấy dương tầm một tiết section 2 cái ai dương thuở ấy chạy toàn section 2 nè mời instruction cái tình mới sợ được cái okay, answer the questions giờ dừng slide nữa sum nua how many questions are there mean ประมาณ sum nua like six the first question. One is is completed. Lịch mối kêu bằng bánh rụi hài. So we can start from number two. Do you know all the meaning? Yeah.
of the questions. Dừng vô này xin nụ kê tầng ảnh năng tế. Ảnh. Vậy là mới xin nụ tìm mùi mới cái tham ấy. Tìm mùi ý lọ ý yên mê rịp. Yên đẹp cả hai nấu. À ơi. Ta liếm ta yên đẹp cả hạt. Là ta yên đẹp cả hai nấu. Tí bí. Đang chơi. Tí bí vs the house. Where's the house? Ta ផ្ទះ របស់ phụ kê nơi ai nà. Tí bấy hả mấy? In. What's in job? In job. Okay. Tí buôn. Where her school? Okay, where's his school? Where his school? What? Jenny's job. Okay, what's Jenny's job? At the and their children both at school. And their children both at school. Ta con con របស់ phụ kê tiếng 2 nâu riêng tiếng ốc nha rứ. Tiếng dưới là nâu xa la tiếng ốc nha rứ. Xem đồ năng hái xả rồi chậm lại khuôn anh tỉnh mở. Bay đi mặt đất không? Thì bay yên ở tháo chích. Ram Jenny ở nơ. Chạy bắn nè. Lâu chăm sẽ đập quần dây kia dây đam cổ xa yên á. Sẽ đập quần hãy dừng đuôi dù mong phần. 4.3 1 Is Ian married? Yes, he is. 2 Where's their house? It's in Belfast. 3 What's Ian's job? He's a head teacher. 4 Where's his school? It's in the centre of Belfast. 5 What's Jenny's job? She's a nurse. 6 Are their children both at school? No, they aren't. Becky's at school. Michael is at university. Okay. Stop the band. Hey boy. No, they aren't. Me here in the university. Okay. Tiếp tục mùi nâng kia tha. No, they aren't. Tiếp tục kê mà nâu riêng xa la được ở tê.
mình lâu sẽ lá mình từ scholarship lại hơi là sạm bình dùm lại thôi anh nữa. Bình thuận anh mới ban mà này. Bình bình yên ở tập chỉ có ok để tắm Jenny ở đó. Đây có muối nô để ăn. Nị chi chim lại đang phù miến. Chúng lại này vì không bị kê chị chết khá niên tích để sao dừng được xe về anh chương kê thu được xe về anh chương kê anh tích hà nấy nơi thật đàn dạ hai cái lục phòng mà anh hãy bỏ tài mình mới nhưng mà chết tài con của con ý yên nha ta yên hiệu ca hay ta yên hiệu ca hay ca nữ ca hi y ca nữ ra the home in real fast in the only subject ทำไม tonight beer their house is in Belfast in Northern Ireland that house is in Belfast in Captain and Hope. Là anh xin lúa tạp tê hợp bọ tạp tê phụ kê nòi nè. Dạ, tạp tê hợp bọ phụ kê nòi nè. Tê hợp bọ phụ kê nòi nông rò tê việt phát. Rồi. Tê hợp bọ phụ kê nòi nông tí trong Belfast, phía khẳng chương này bà tế Island, tế Ấy Lọc. Tí trong chương, tế Ấy Lọc. Yes. What in job? What in what? In a person. In a person. What for school? Our school is the center of town. The lad of our part is the center of town. His school is in the center of town. Ơi, bỏ tay rồi con. Sẽ là riêng đồ bỏ khóa. Nơi khá nông mình sẽ mở đồ này thì còn. Rứa có bạc rửa về này thì còn. Ai bỏ khóa nó.
What can he? Are their children both at school? Are their children both at school? Both at school. Both at school. Ta con con ba thi rin mot ke men tu. No they aren't. Okay, mình riêng nấu với xì lai tiền phí tì. Mikia is at the university. Betty is at Sun. Monitor. Xong một đoạn tiếp. Anh Betty is at Ashino. Saint Dominic's High School. Saint Dominic's High School. Vì kia là liên lâu thì chị sẽ coi chị lại. Riêng nấu sẽ coi chị lại. Becky. Riêng nấu. Chị lại. Và riêng nấu Saint Dominic. Chị lại Saint Dominic. Good. Mày tao nhìn ai của bà vô này. No problem. Ai thế được không? Anh nên thấy thế còn áp chế cho này. Thế. Mấy thôi chẳng vậy. Thế. Áp chế ra đơn mình. Ra việc ơi. Thôi. Chúng ta. Em sẽ chúng ta sẽ phải chứ. Thế mơ tớ. Cô biết sẽ tự chế được không? Phần là. Phần là mơ. Mơ tớ được áp chế nè. Thôi. Mơ tớ biết được chế áp chế được áp chế. Về tình nghĩa nè. Dạ. Ok. Riêng an vì riêng bỏ phải thức ăn thật bật hàng lờ mình nâng đá. Riêng an lấy cho vì thuộc mọt á. Riêng khan an khan phải dư tức là dây. Để nà con chẳng này. Hay ở vậy đây khu phải ôn mình nâng. Riêng ai đô bịa bàn. Ở đây thì mình ta nấu đập này nâng tầng chẳng bán ai tự dân miền khi ở đây là ai sẽ đập vô chiên lọ chiên cho bác chiến ai có đồ tầng bà ok nãy chẳng dân sẽ đập bình đẳng sánh hay ai dân chụp khả niệm to tiền cực lạc lạc cá ừ thầy ngay yes. Phần đạt ấy chứ. Thầm mấy thầm mấy. Thầy ngay một thầy bố nó cứ bà lo ngay. Yes, bà lo. Tiền khá tiêu cực. Ở đây bà xanh chơi khủ trình màu, ăn toàn màu ấy chăm khủ bọ. Nâng đi bạp bàn đai tam thông ở đá. Thì thờ trình màu bà mê. Chẳng ai toàn màu á. Mình ai tiết ăn? Ăn miên. Ok. Thank you. See you tomorrow. Like, goodbye. Goodbye. See you tomorrow.